Rồi, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nhìn lại một chút các cái phần của bài hôm trước. À, đồng thời là chúng ta sẽ tiếp tục cái nội dung của bài hôm trước, đó là nội dung về mối quan hệ giữa các cái yếu tố trong tam giác. Cụ thể ở đây là mối quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một cái tam giác. Thì thầy nhắc lại một chút để cho các bạn phân biệt. Đó là gì? Mình có hai cái định lý và hai định lý này nó giống như cái định lý đảo của nhau ấy, đúng không? Thì nếu mà trong một tam giác mà góc đối diện với cạnh lớn hơn thì là góc lớn hơn, nhưng khi đó thì bạn phải nhìn được vào một cái tam giác để bạn viết ra. Như trong tam giác ABC này, nếu cạnh AC mà lớn hơn cạnh AB thì khi đó mình sẽ suy được góc B lớn hơn góc C. Đúng không? AC có cạnh có cái đối diện với góc góc B. AB thì đối diện với góc C hôm trước thầy dạy rồi, đúng không? Cách 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 viết rồi. Ngược lại, nếu như góc mà góc B mà lớn góc C thì mình cũng có được là AC lớn hơn AB. Mình đã làm các cái ví dụ ở trong cái phần này. Thầy đã đưa ra hai cái dạng toán, đúng không ạ? Một là cái dạng so sánh hai cái góc trong một cái tam giác. Và chúng ta đã biết rằng là cố gắng là đưa hai cái góc đó về hai góc trong một tam giác để chúng ta tiện cái việc so sánh, đúng không ạ? Và từ cái việc là so sánh cạnh thì mình sẽ suy ra cái cách để so sánh góc cạnh đối diện với hai góc đó. Và cái dạng toán thứ hai, mà chúng ta học ấy, đó chính là so sánh hai cạnh. Đương nhiên là nó giống như cái phần ngược lại của phần trước. Đó là muốn so sánh hai cạnh thì mình sẽ so sánh hai cái góc đối diện, tức là cố gắng đưa hai cái cạnh đó về hai cạnh của một tam giác, sau đó mình so sánh hai cái góc đối diện của nó. Và từ đó thì mình sẽ dùng cái định lý để mình khẳng định được là cái cạnh nào là cạnh lớn hơn. Và đôi lúc thì cũng phải phải biết cách đưa về cái chỗ, nói một câu đơn giản là đưa về này thôi, nó rất là nghe có vẻ đơn giản, nhưng mà khi chúng ta làm chúng ta sẽ thấy là việc đưa về một cái tam giác, đúng không? Đưa về từ so sánh hai cái đoạn thẳng hoặc hai cái cạnh nào đó về hai cạnh của một tam giác không phải là một vấn đề mà dễ dàng chút nào đâu. Chúng ta phải dựng thêm hình, chúng ta phải kẻ thêm, đúng không? Rồi, bây giờ thì ví dụ số 1 thì hôm trước thầy phân tích cho các bạn rồi, đúng không? Các bạn nhìn lại cho thầy ví dụ số 1 xong chưa? Ví dụ số 2. Chúng ta đang dừng ở ví dụ số mấy nào? Cho thầy biết nào. Các bạn ơi, các bạn trả lời cho thầy Ví xem. dụ số 3, ví dụ 3 Ừ. qua ví dụ Xong 3 xong ví dụ rồi. 3 chưa? Xong ví dụ 3 Xong này chưa? rồi, xong rồi. Xong rồi gì? Xong hết rồi hả? Vâng. À rồi, thì bây giờ chúng ta chuyển qua cái ví dụ số 4. Các bạn vẽ hình đi. Ở đây người ta cho cái tam giác ABC, cho tam giác ABC với cái cạnh AB nhỏ hơn cạnh AC. Cạnh A. Tia phân giác của góc BAC thì cắt BC tại D. Bây giờ là yêu cầu so sánh BD với lại CD. Bây giờ các bạn vẽ hình nhé. Thầy cũng sẽ cùng phân tích và vẽ hình với các bạn. Vẽ hình thì chú ý cái cách vẽ tia phân giác.
Rồi bây giờ các bạn vẽ hình cho thầy nào. Chúng ta có một cái tam giác với cái cạnh AB nhỏ hơn cạnh AC. Các bạn lấy thước các bạn vẽ cẩn thận nhé. AB bé hơn AC này. Các bạn nghe rõ những gì thầy nói không nhỉ? Rõ thầy ạ. Các bạn vẽ xong hình chưa? Ở đây chúng ta không nên vẽ vào các cái trường hợp đặc biệt nhé. Cố gắng là đừng vẽ vào các trường hợp đặc biệt. Vì vẽ trường hợp đặc biệt thì chúng ta sẽ dễ bị ngộ nhận. Đấy. Cái điều quan trọng nhất ở đây là khi mà vẽ thì cần phải để ý. Không vẽ vào trường hợp đặc biệt. Ví dụ như tam giác cân, tam giác đều là tránh được. Và bây giờ tiếp tục thì chúng ta sẽ vẽ cái tia phân giác của góc BAC, cái góc BAC của mình đây. Vẽ cái tia phân giác. Thì nhớ cách vẽ tia phân giác hay là thầy phải hướng dẫn lại nhỉ? Thầy có phải hướng dẫn lại cái cách vẽ tia phân giác không các bạn? Bạn nghe rõ không? Chúng ta sẽ mở compa này, đúng không ạ? Sau đó chúng ta sẽ đánh dấu này, trên cạnh này, quay compa này. Đấy, chúng ta cũng đánh dấu trên cạnh này. Sau đó chúng ta lại di chuyển cái compa sang cái vị trí này, giữ nguyên cái độ compa như vậy và chúng ta di chuyển. Sau đó chúng ta vẽ cái cung, quay và vẽ cung. Đấy. Quay vẽ cung này. Đấy. Cái cung thứ hai, cái tương tự như vậy, đặt vào vị trí này. Và chúng ta cũng vẽ cung. Vẽ cung. Đấy, chúng ta đánh dấu cái điểm vào. Cần đánh dấu điểm vào nhá. Đấy. Sau đó chúng ta sẽ lấy thước, đúng không ạ? Chúng ta nối cái điểm A với cái điểm đấy. Và đây khi mà người ta nói là phân giác cắt BC tại D thì chúng ta phải kéo dài nó ra một chút để cho nó cắt. Cắt tại điểm D. Và khi mà vẽ tia phân giác thì nhớ rằng là cái điều quan trọng nhất, có thể chúng ta vẽ lệch một chút cũng được. Nhưng mà ký hiệu thì phải ký hiệu cho người ta thấy được là lây đúng là phân giác, tức là ký hiệu hai cái góc cái cung ấy. Được chưa? Hai cái cung này này ký hiệu nó giống nhau. Cùng đánh dấu góc ấy. À, công việc của mình ở đây là so sánh BD và CD. BD và CD, tức là hai cái cạnh này. Thì chúng ta đã có AB là về AC đây rồi. Đấy, vậy thì bây giờ làm sao để có thể so sánh được, làm sao để có thể so sánh được cái hai cái cạnh này. Thế thì ở đây các em nhìn nhé, để mà mình so sánh được cái hai cái cạnh BD, so sánh này đoạn BD này và CD, thì hai cái cạnh, hai cái đoạn này nó có nằm trong hay là nó có là cạnh của hai tam giác nào đó không ạ? Nó có nằm trong hai tam giác nào đó không? Để chúng ta có thể so sánh được không? Không ạ. Không đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta phải làm nào? Làm thế nào để có thể so sánh được? Phải xét hai tam giác nào nhỉ? Trong khi rõ là mình không thể so sánh được rồi, đúng không? Đấy. Tức là gì? Ở đây cái phương pháp của mình vừa mới nêu ra ấy, đó là cố gắng đưa hai cái thằng này về cùng một tam giác thôi. Tức là mình sẽ phải chọn một tam giác nào đó. Đương nhiên là hai thằng này thì không bao giờ nó nằm trong cùng một tam giác rồi, mà mình phải biến nó xem nó bằng một cái thằng nào để đưa nó về cùng một tam giác. Đấy là cái suy nghĩ của mình. Các em hiểu chưa? Đấy, thế thì làm sao để có thể làm được cái điều đó?
thì mình chắc chắn là bài này không không hề dễ dàng một chút nào đúng không ạ? Chúng ta sẽ phải kẻ thêm hình. Có ai đã làm được phần này chưa? Đưa nó về cùng một tam giác. Nào, ai có thể làm được nào? Bạn nào đã nghĩ ra cách chưa? Ở đây chú ý là AC của mình lớn hơn AB. Đấy, mình có thể thầy gợi ý một chút nhé để cho các bạn làm cho nó dễ hơn này. Ở đây thì thầy sẽ trên cái cạnh AC này thầy lấy một cái điểm. Thầy lấy một cái điểm. Đây, thầy đo cái AB này. Trên cạnh AC thầy lấy một cái điểm E nào đó. Đấy, điểm E. Sao cho cái thằng AB thì bằng với thằng AE. Các em có hình dung không ạ? Điểm E sao cho AB nhé, cạnh AB này bằng với cạnh AE. AB bằng với AE. Vậy bây giờ các em có nhận xét gì về hai cái tam giác đó là tam giác ABD và tam giác AED không? Đây, thầy đối vào để có một cái tam giác để cho các em nhìn cho rõ hơn này. Có nhận xét gì Hai tam giác là bằng nhau. bằng nhau? Bằng nhau vì sao thế ạ? Em đã thấy là bởi vì có AB bằng AE, góc BAD bằng góc DAE và cạnh chung ạ. Theo trường hợp là Cạnh góc cạnh. cạnh góc cạnh, chính xác. Vậy nếu hai tam giác này bằng nhau thì em có nhận xét gì về cái DE và BD? BD với cả DE bằng nhau. À đúng rồi, như vậy là chúng ta đã đưa được về gì? Từ cái thằng 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 BD này chúng ta đưa nó về thằng DE. Để rồi chúng ta làm gì ạ? Để so sánh cái DE này với lại CD. Cái DE với lại CD thì nó nằm cùng trong một tam giác chưa? Nằm cùng trong tam giác chưa? DE đây, CD đây, nằm cùng trong tam giác chưa? Rồi ạ. Vậy thì bây giờ phải làm gì để so sánh được nó? Chúng ta phải tự đưa từ việc so sánh cạnh về. So sánh cái gì? Sinh góc, so sánh góc. Đúng. Đúng rồi. Đưa từ việc so sánh cạnh để về so sánh góc. Cụ thể là bây giờ phải so sánh góc nào? Góc góc C. Góc C với Góc góc C D. chính là góc đối diện với lại cạnh DE đúng không ạ? Và góc nào? Góc DEC. 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 Rồi, bây giờ chúng ta phải quy về việc là so sánh hai góc này. Và chú ý rằng là DEC chính là góc đối diện với lại cạnh CD các bạn nhé. Bây giờ nhiệm vụ của mình là so sánh hai cái thằng này. Vậy làm sao để có thể so sánh hai thằng này? Làm sao để so sánh được nào? Thế em nói nhá, Cứ nói đi. em nói thầy là vì hai tam giác bằng nhau nên suy ra góc B sẽ bằng với góc DC, Ở góc này đúng không? mà Rồi. AB nhỏ hơn AC thì từ đấy sẽ suy ra là góc B nhỏ hơn góc C, suy ra là góc D là góc AED thì nhỏ hơn không. Đã khẳng định được chưa? Chưa đúng không? Làm sao mình khẳng định được? Chưa liên quan đến góc C cả. Chưa, chưa khẳng định được. Mới chỉ khẳng định được là cái gì thôi. Cái góc này thì rõ ràng là nó lớn hơn góc C rồi. Nhưng vấn đề là cái góc đang đang định là cái góc bù với nó đây đúng không? Cái góc này nó lớn hơn góc C hay không thôi. Đúng không? Nếu nó lớn hơn thì được mà nó không lớn hơn thì chịu. Có phải vậy không?
Nào, có ai có ý kiến gì về trong phần này? Mạnh dạn lên. Để chúng ta tìm cái phương án để xử lý. Bây giờ nhiệm vụ của mình xem xét cái mối liên hệ giữa góc C và cái góc DEC. E thì chắc chắn là nằm trên cạnh AC nhé, bởi vì là chúng ta có AB nhỏ hơn AC mà, nên là E chắc chắn nằm trên cạnh đó rồi. Bây giờ làm sao để chứng tỏ rằng là cái góc kia nó lớn hơn góc C? Nó lớn hơn góc C. Nhớ là mình có cái gì? Góc A này cộng với góc B này. Góc A ở đây là cái góc BAC đấy. Cộng với góc B cộng với góc C thì bao giờ cũng bằng 180 độ. Tổng của ba góc này. Đấy là cũng một cái điều mình phải khai thác đấy chứ không phải là. Đấy, bây giờ thì làm sao để chứng tỏ được là nó lớn hơn góc C? Từ hai tam giác bằng nhau chúng ta có được các cái cạnh bằng nhau, các cái cạnh tương ứng bằng nhau, các cái góc tương ứng bằng nhau, cái góc này nó sẽ bằng với góc bên này. Đấy. Hai góc đấy bằng nhau nữa. Những bài toán hình lớp 7 ấy, là những bài toán nó phải nói là nó khó nhất, bởi vì là cái công cụ của mình rất ít nhưng mà nó lại đem lại cái sự thú vị, tức là có những thứ mà mình không cần nhiều công cụ mình có thể chứng minh được hoặc là có thể làm được. Nào, nhanh nào, khẩn trương nào. Ai làm được nào? À, ví dụ như ở đây mình sẽ suy luận một chút về cái góc DEC đi. Cái góc DEC của mình có thể viết nó bằng cái góc nào? DEC chính là bằng một nửa của góc A đúng không? Một nửa góc A cộng với cái góc hoặc là bằng 180 độ trừ đi góc B đi cho nó dễ. Cái này bằng 180 độ mà trừ đi góc B. Đúng không? Có phải bằng 180 độ trừ góc B không các bạn? Mà 180 độ trừ góc B thì cũng chính là bằng cái gì ạ? Đây này các bạn nhìn này này, nếu 180 độ trừ góc B từ cái đẳng thức này chúng ta suy ra là 180 độ trừ góc B thì bằng cái gì? Hoàng Anh. Ủa Hoàng Anh đâu rồi? Như thầy là bằng góc BAC cộng góc C. Ừ, đúng rồi. Thế vậy thì nó lớn hơn hay là nó bé hơn góc C? Nào nó Nó lớn bằng hơn góc góc C. BAC này cộng với góc C. Mà nó đã bằng BAC mà cộng với góc C rồi thì điều này chứng tỏ là nó lớn hơn góc C đúng không? Suy ra điều cần chứng minh chưa? Suy ra điều cần chứng minh chưa các bạn? So sánh được chưa? So sánh được góc thì sẽ so sánh được cạnh, thế thôi. Đúng không? Nhưng bây giờ mình trình bày thì sẽ trình bày như thế nào? Chúng ta sẽ tập trung vào phần trình bày. Thế thì như các bạn vừa vừa thấy thì chúng ta phải tạo ra điểm E, bởi vì điểm E chúng ta không có. Như vậy điều đầu tiên chúng ta cần viết đấy, chỗ bạn 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 Gia Huy với là các bạn khác để ý nhé. Và chúng ta sẽ phải trình bày cái sự xuất hiện của điểm E. Điểm E xuất hiện như thế nào nhỉ? Ở Gia Huy cho thầy biết điểm E kẻ như thế nào nhỉ? Gia Huy rồi, điểm E thực hiện như thế nào? Sao thầy thấy bạn này bạn làm sao nhỉ? Thầy gọi mà không thích trả lời cái gì cả. Bật mic lên trả lời Gia Huy.
Điểm E vừa rồi thầy dựng như nào? Thầy kẻ như nào? Làm sao lại có được cái điểm E kia? Cái gì nhỉ? Em có tập trung không đấy hả Huy? Có Có tập trung thế thì tại sao lại không trả lời được điểm E xuất hiện như thế nào? Ban đầu thầy dựng điểm E như thế nào? Thầy dựng điểm E như nào? Rồi bạn khác trả lời nào, bạn bạn Huy, bạn tập trung vào nhá. Bạn Quang nào. Em đưa thầy là trên AC lấy điểm E sao cho AB bằng AE ạ? Trên gì AC? Trên Trên tia AC hay trên cạnh AC? AC Trên gì? cạnh. Cạnh hay tia? Nếu mà ở đây các em lấy trên cạnh cạnh AC nhé, trên cạnh AC lấy điểm E này, lấy điểm E này sao cho AB bằng với AE bằng AB cũng được đấy. Thế thì ở đâu đầu của phần này mình phải khẳng định là cái điểm E đấy chắc chắn phải nằm trên cạnh đã, bởi vì là cái thằng AC của mình lớn hơn thằng AB nên là mình có thể lấy điểm E như thế. Còn trong cái trường hợp mà AC nó lại không lớn hơn AB chẳng hạn thì điểm E có thể nó không nằm trên cạnh. Quang hiểu chưa? Đấy, thì kiểu gì mình cũng vẫn phải khẳng định là điểm E phải nằm trên cái cạnh như thế, nên là khi mà trình bày thì các em để ý cho thầy. Rồi tiếp tục nào. Thầy sẽ xóa tạm cái phần bên đây để cho các bạn dễ nhìn chứ không có bạn lẫn nhé. Có bạn là bạn Huy ơi, bạn hiểu chưa? Bạn Huy bây giờ nhớ lại về cách lấy chưa? Cách lấy điểm chưa? Mạnh dạn lên nhá. Và phải theo dõi kỹ từ đầu đến giờ thầy phân tích rồi. Huy nghe gì chưa? Gia Huy nghe gì chưa? Gia Huy. Ừ, tập trung vào nhá. Rồi tiếp tục nào. Sao nữa, bây giờ sao nhỉ? Bạn An, bạn lúc nãy bạn đã gợi ý cho rồi. Mời bạn Trang nào. Trang Để ơi. xét hai tam giác. Ừ, đúng rồi, bây giờ xét hai tam giác nào nhỉ em nhỉ? Tam giác BAD và DAE. À, bạn ấy đọc BAD hả? BAD. Và? EAD. À, đúng rồi. Đọc phải đúng thứ tự đỉnh, không là mình sẽ bị sai ấy, đúng không? Rồi, hai tam giác này có những cái gì nhỉ? Có AB bằng AE cách dựng. AB bằng AE theo cái cách dựng bên trên, đúng không? Theo cách dựng. Rồi, tiếp. Có BAD bằng EAD. Góc BAD bằng góc EAD. Vì sao? VAD là tia phân giác. Ừ, đúng rồi, vì AD là tia phân giác BAC. của góc BAC. Tiếp. Còn nữa. Có A, góc ABD bằng Góc AED góc bằng à góc ADD. chưa có đâu, góc chưa có đâu bạn ơi. Góc đấy là thầy đánh dấu khi mà đã có rồi, thầy đánh AD là dấu. cạnh chung. Ừ, đúng rồi, cạnh AD là cạnh chung. AD là cạnh chung, đúng không? Thế nên là mới dẫn đến là gì? Tam giác BAD bằng tam giác EAD theo trường hợp cạnh 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 à, cạnh góc cạnh. Tam giác EAD theo trường hợp là cạnh
góc và cạnh. Rồi từ hai tam giác bằng nhau thì em suy ra được những cái yếu tố nào bằng nhau ấy nhỉ? Suy ra BD bằng DE. BD bằng DE. Gì nữa? Mình nói luôn cả hai cái mình sử dụng. ADB bằng ADB á, ADB mình có sử dụng cái góc đấy đâu đúng không? ABB thầy... bằng AED. Ừ đúng rồi. Cái mình lấy là những cái thứ mình sử dụng thôi. Hoặc là lấy sau cũng được, nhưng bây giờ thầy muốn suy ra luôn để cho nó dễ. Rồi, sau khi chúng ta có những thứ này rồi thì bây giờ tiếp theo làm gì đây? Mỗi bạn góp công vào bài này một chút nào. Xem là bạn nào. Mời bạn An nào. An quay trở lại. Dạ. Nào, tiếp theo chúng ta có điều gì? Tiếp theo chúng ta có là góc là AB nhỏ hơn AC thì suy ra là góc B nhỏ hơn góc C. À đâu, góc B lớn hơn góc C. Ừ. Trong tam giác hay là xét tam giác AB, ABC đúng không? Chúng ta có là cạnh AB nhỏ hơn cạnh AC nên là suy ra góc B, hay mình đọc rõ cái góc ra, hiểu chưa? Đấy, cái góc BCA đúng không ạ? Hay là ACB nó sẽ nhỏ hơn cái góc gì nhỉ? Đọc nó đi. Em có thể nhỏ hơn góc ABC. ABC. Rồi. Tiếp đi. Từ đây thì sẽ suy ra góc. Góc ABC của mình chính là góc ABD đấy, đúng không? Cái này cũng chính là ACB. ACB nhỏ hơn góc nào? Nhỏ. AED. Đúng rồi, nhỏ hơn góc AED. Rồi, tiếp đi. Đây mới đang chỉ ra được là cái góc này, góc C này này, nó nhỏ hơn cái góc này thôi. Đúng không? Vâng. Tiếp đi. Mà cái góc, để ý vào cái góc nha, mà cái góc DEC, DEC thì bằng 180 độ trừ đi góc AED, đúng chưa? DEC này 180 độ trừ đi góc E này, hay nó chính là bằng 180 độ trừ đi góc ABD. Đó chưa ạ? Đấy, cái này thì viết mình luôn như thế này cũng được, nhưng mà nên ghi ra sau. Đấy, ghi ra sau như thầy viết thế này nhá, thầy sẽ suy ra này. Suy ra. Góc DEC sẽ bằng 180 độ mà trừ đi cái góc đây này, vì là hai góc này bằng nhau các bạn nhé. Đấy, nên là nó trừ đi góc ABD, trừ đi góc B của mình nhé. Mặt khác ở đây chúng ta lại có là mặt khác, chúng ta có góc A cộng góc B cộng góc C 180 độ đấy, đúng không? Chúng ta có góc ABC, ABC cộng với này ACB cộng với BAC là bằng 180 độ. Từ đây thì mình suy ra điều gì nhé em nhỉ? Từ đây thì suy ra là góc góc ABC
Suy ra góc ABC. Chúng ta nhớ là cái góc ABD này cũng chính là cái góc ABC của mình nhé. Đó chưa? Nên mình chuyển thôi. Đúng không? Nên là cái góc ACB này cộng với lại ABAC này sẽ bằng 180 độ trừ ABC. 180 độ trừ đi ABC. Đây, từ cái chỗ này, hai cái chỗ này là một nhé. Cái chỗ này cũng chính là bằng 180 độ trừ đi góc ABC. Vậy từ đây thì mình chứng tỏ cái gì? Cái này là 1, cái này là 2. Từ 1 và 2 chúng ta suy ra điều gì? Con thấy từ 1 và 2 suy ra là góc là A, góc ACB cộng với góc BAC bằng góc DEC. Góc DEC của mình sẽ bằng ACB cộng với lại BAC. Bằng góc ACB mà cộng thêm một đại lượng nào đó thì đương nhiên là từ đây chúng ta suy ra DEC nó sẽ lớn hơn góc ACB, đúng không? Góc ACB này chính là góc C của mình ấy. Hay DEC sẽ lớn hơn góc DCE, đúng không? Ở đây thì thầy không ký hiệu một điểm nữa là nhìn nó sẽ cũng sẽ khó. Khi các bạn ký hiệu một điểm các bạn nhìn nó dễ hơn. Vì đọc nhiều điểm này thường thường hay lẫn lộn. Đấy. Thế thì bây giờ mình xét tam giác thôi. Xét cái tam giác DEC. Chúng ta có góc DEC lớn hơn góc DCE. Nên theo định lý về mối liên hệ giữa cạnh và góc đối diện trong một cái tam giác thì chúng ta sẽ suy ra được cái cạnh đối diện với nó, cạnh đối diện với DEC chính là DC, đúng không? Lớn hơn cái cạnh đối diện với DCE chính là DE. Đấy. Chúng ta sẽ mở ngoặc ở đây là liên hệ giữa cạnh và góc hay là quan hệ giữa cạnh và góc đối diện. Quan hệ giữa cạnh và góc trong tam giác, cạnh đối diện và cạnh và góc đối diện nhé, hoặc là góc và cạnh đối diện cũng được. Thế thì các bạn ghi cho nó chuẩn hơn một chút, được không ạ? DC lớn hơn DE. Đấy, thì cũng suy ra do đó, bởi vì là cái DE của mình chính là bằng BD này, nên là suy ra là DC của mình sẽ lớn hơn BD. Khi mà trình bày thì đương nhiên là thầy cũng tắt một số chi tiết rồi, nhưng mà các bạn khi mà các bạn quan sát các bạn sẽ thấy rằng là việc mà chúng ta viết cái kiểu ký hiệu góc ba điểm này nó rất dễ là làm cho mình bị rối hình, tức là bị lẫn lộn, em hiểu chưa? Nhưng là mình sẽ rất bị lẫn trong cái phần này, cho nên là cần phải viết cẩn thận. Mình có đường hướng chứng minh, mình có cái cách chứng minh thì đơn giản là mình sẽ không bị nhầm. Còn nếu không cẩn trọng thì rất dễ thì dẫn đến tình trạng là bị nhầm sai. Rồi. Cái ví dụ này các bạn đã hiểu chưa? Còn ai thắc mắc gì không? Còn chỗ nào chưa hiểu không? Giao Huy có chỗ nào chưa hiểu trong ví dụ này không? Sao thầy gọi khó thế nhỉ? Các bạn gọi bạn ấy mà mấy lần rồi chờ mãi bạn mới trả lời, khó khăn thế. Gia Huy ơi, Gia Huy có nghe thấy tiếng thầy không? Không có ạ. Thế bây giờ thầy hỏi là em đã hiểu bài chưa? Có chỗ đoạn nào em chưa hiểu không? Thì không phải là gật gật đâu, không phải là nhìn thấy chữ gọi là hiểu đâu, mà đây mình có đảm bảo rằng là mình sẽ trình bày lại được không?
đúng không? Mình trình bày được không? Mình làm được không? Chỗ bạn Hải sao? Chỗ bạn Hải bạn thi có gì khó khăn không? Rồi bạn Thi bạn ấy trả lời rồi. Mọi người chia nhau ra đi luôn. Không biết ha. Bạn cho tắt mic nha. Tức là bạn Toàn bạn ấy thì... Rồi bây giờ tiếp tục nha các bạn nhé. Tiếp tục được chưa? Còn ai có ý kiến gì hay là thắc mắc gì về cái bài này nữa không? Để thầy chuyển bài nhá. Không nói năng gì, không không biết được hay là như biết như thế nào thì cũng phải bảo thầy chứ. Các bạn viết được chưa? Thầy hỏi lại một lần nữa, hỏi tất cả đấy, tất cả đều phải trả lời cho thầy thế nào. Rồi ạ. Rồi ạ. Rồi ạ. Các bạn có thấy là thầy đang cáu? Bởi vì là không nhận được cái sự phản hồi thì các bạn tốt nhất là lần sau tôi đã bảo các bạn rồi là bật hết cam lên cho thầy. Xem là các bạn học cho nó cẩn thận. Các bạn ghi cho thầy cái nhận xét. À, có một cái điều mà khi các bạn làm giống như cái bài trước chúng ta làm ấy, đó là cứ cứ nhầm tưởng rằng là nếu như cái góc A1 bằng góc A2, tức là đây này, cái góc A1 tức là cái góc đây. Để thầy chỉ cho các bạn. Cái góc A1 bằng góc A2 này thì cái cạnh đối diện với nó, tức là cái BD với lại DC nó bằng nhau, đấy là một cái sai lầm mà chúng ta cần phải tránh. Như này. Đấy. Không có cái chuyện này nhé. Không có cái chuyện là góc A1 bằng góc A2 thì BD lại bằng với CD được. Và lưu ý rằng là khi mà chúng ta so sánh hai đoạn thẳng, thì nên đưa về cạnh của một cái tam giác nào đó. Sau đó chúng ta sử dụng cái định lý số 2. Và đây chú ý cái kỹ thuật mà chúng ta dùng cái tính chất góc ngoài của một tam giác hay là cái tính chất về góc kẻ bù vân vân để chúng ta giải quyết giống như là cách giải quyết của bài toán này. Đấy. Nó có rất là nhiều bài khác nhau và đòi hỏi chúng ta làm ấy, khi mà chúng ta làm chúng ta phải phải để ý được về mặt phương pháp để áp dụng từ bài này sang bài khác. Thầy nhắc rồi nhá, là cái chương này là cái chương rất khó so với những cái chương trước của mình, kể cả về những cái bài toán đề bài hay như thế nào đó, nên là nếu như các bạn không cẩn trọng thì hoàn toàn là các bạn có thể bị quên kiến thức hoặc là không làm được đâu, chứ không phải dễ dàng. Chuyển bài được chưa các bạn? Chúng ta chuyển. Thầy em chưa viết xong nhận xét. Chưa viết nốt nhận xét. Thế thì các bạn phải thắc mắc ý. Em chưa viết xong. Nhưng mà thầy cũng nói luôn là các bạn đâu cần phải viết xong đâu, chứ các bạn chỉ cần trình bày cho nó, viết cái phần trình bày của mình thôi mà. Hả? Hoặc là về nhà các bạn trình bày cũng được mà. Mm-hmm.
Thầy ơi, phần nhận xét cơ, không phải phần bài. À, phần nhận xét hả? Rồi, đây. Đây, phần nhận xét đây. Bạn Trang ơi, bạn Trang có hiểu bài này không? Vũ Anh? Có rồi ạ. Bạn Trang đâu rồi nhỉ? Thôi thầy hỏi không trả lời. Có thầy. Xong chưa? Xong rồi thì các bạn thầy sẽ chữa cái hai cái bài ba cái bài tập hôm trước thầy giao. Thầy, ví dụ mà có làm đúng thì có phải chữa không ạ? Không, làm đúng thì không cần phải chữa lại, làm đúng rồi thì thôi. Quan trọng là đây thì quan sát xem là cái cách làm của mình và cách làm của thầy có cái gì khác biệt không, có cái gì khác, ví dụ như thầy có một cái cách khác so với cách của em chẳng hạn, đương nhiên là lúc đấy em sẽ thu nhận được hai cách, hoặc là mình có thể so sánh cái bài của mình, ví dụ như cái phần này trình bày nó không giống chẳng hạn, thì hỏi lại thầy xem là thầy cái phần này em trình bày như thế này được chưa, có cái sai lầm gì trong quá trình trình bày không. Đấy là một cái điều mà học khi đó thì chúng ta phải phản hồi lại như thế nó mới có hiệu quả. Rồi bây giờ chúng ta quay trở lại nhé với cái bài tập mà tự luyện này, nó có cái tam giác MNP, các bạn vẽ hình đi, tam giác MNP này. Các cái ở đây thì chúng ta vẽ chính xác cũng được, mà không thì buộc các bạn phải vẽ theo cái kiểu vẽ tương đối thôi để chúng ta phân tích thôi. À, MNP thì MN là cạnh bé nhất này. Đúng không? MN này. M này. N này. Và P này. Đấy. Tương đối rồi nhé các bạn nhé. Cái này là 5cm này. Cái này là 7cm. Và cái này là 8cm. Còn nếu các bạn muốn vẽ chính xác từ hôm trước, hình như là thầy hướng dẫn các bạn vẽ một cách chính xác rồi đấy, để độ dài cạnh. Rồi bây giờ quay trở lại, so sánh độ lớn của ba góc. Cái này thì làm được rồi chứ không phải là không làm được nữa. Mời bạn Huy nào. Ra Huy, trình bày cho thầy phần này. À, em xin thầy là em xét tam giác MNP. Ừ, đúng rồi, chúng ta xét cái tam giác MNP. Có cái gì? Có MN bằng 5cm, MP bằng 7cm, MP bằng 8cm. Bằng 7cm này. MP bằng 8cm này. Sao nữa em? Suy ra là MN nhỏ hơn MP và nhỏ hơn MP ạ. Rồi. Cái này là sao nữa? So sánh góc mà Huy. Được rồi, bạn Huy nói, lại lạc trôi đâu rồi? À, thầy ơi. Ừ. Em suy ra là góc P nhỏ hơn góc
M nhỏ hơn góc N ạ. Ừ, đúng rồi, chúng ta chỉ lấy cái thứ tự ở đây thôi đúng không? Suy ra góc P là cái góc mà đối diện với cạnh MN, nhỏ hơn góc M và nhỏ hơn góc N. Và ngoặc ra là định lý về quan hệ giữa cạnh và góc. Định lý về quan hệ giữa góc và cạnh. Hoặc là định lý quan hệ giữa góc và cạnh đối diện. Thế thôi. Cái này là vận dụng trực tiếp cái phần định lý của mình giống như cái phần hôm trước hay chưa? Bài này thì chắc là không khó khăn gì đúng không? Các bạn nào gặp khó khăn gì trong bài này không? Rồi. Tiếp theo. Chúng ta có tam giác và độ dài tam giác ABC. À, biết góc A, biết góc B, so sánh độ dài ba cạnh của tam giác cũng tương tự như vừa rồi. Thầy cũng lấy một cách tương đối thôi nhé. A này, B này và C này. Cái góc A là bằng 70 độ này. Góc C là bằng 60 độ này. À, góc B là bằng 60 độ này. Đấy. Đây là bài so sánh cạnh mà khi biết góc. Vậy chúng ta sẽ suy ra cái gì nào? Chúng ta sẽ làm cái bài này như nào? Mời bạn là Vũ Anh. Em có thể là đầu tiên ta xét tam giác ABC có góc A, cũng góc B, góc C ở 180 độ ạ. Ừ. Có tổng của ba góc đúng không? Vâng. Xong rồi thay góc A bằng 70 độ, góc B bằng 60 độ ta được ạ. 70 độ cộng 60 độ cộng C cộng góc C sẽ bằng 180 độ ạ. Rồi. Suy ra là góc C sẽ bằng 180 độ trừ đi 70 độ trừ đi 60 độ. Cái động tác này là động tác mà bạn ấy đang đi tính cái góc C đúng không? Vâng. Chúng ta sẽ tính được góc C ở đây là bằng 180 độ trừ đi 70 độ cộng với 60 độ. Kết quả bằng góc C bằng 50 độ. Rồi. Góc C là lại ABC có. Không cần phải ghi xét lại đâu nhé. Chúng ta suy luôn ra. Đó chưa? Không cần phải ghi xét lại đâu. Bởi vì mình xét tam giác ABC rồi, cứ câu nào cũng xét tam giác ABC nó mệt. Hiểu không? Chúng ta có cái gì nào? Suy ra cái gì? Góc C sẽ như thế nào đối với góc B? B bé hơn góc B và góc B bé hơn góc A. Rồi. Vậy thì sao? Suy ra là AB sẽ bé hơn AC và sẽ bé hơn BC ạ. Mở ngoặc ra đây. Giải thiết, đúng không? Lý về mối quan hệ giữa cạnh và góc ạ. Quan hệ, định lý quan hệ giữa cạnh và góc đối diện. Thử các bạn biết nhé. Đấy, thế thôi. Thế là chúng ta hoàn thành bài rồi. Không hề khó khăn gì đúng không? Các bạn khác sao? Các bạn có ý kiến gì về phần này không? Với cái phần trình bày như vậy. Cái phần trình bày của các bạn nữa. Các bạn xem là cái phần trình bày của các bạn có ổn không? Chúng ta tiếp tục nhé. Được không các bạn? Rồi, bây giờ chúng ta chuyển qua bài tiếp theo. Bài này chính là bài bạn Huy, bạn ấy thắc mắc đây đúng không? Bạn Huy, bạn hỏi lúc nãy đây. Bài số 3.
Bài này là bài so sánh các cạnh, nhưng mà biết tỷ lệ của hai góc, biết một góc và tỷ lệ của hai góc. Thì thực chất là gì? Muốn so sánh được cạnh thì phải tính góc. Vậy thì bây giờ chúng ta phải tính góc trước. Đúng không? Mời bạn Quang nào. Quang làm cho thầy bài này. Cái này cũng không có khi là không cần phải vẽ góc được, vẽ tam giác, vẽ minh họa thôi. Em ơi thầy là xét tam giác ABC có góc A cộng góc B cộng góc C bằng 180 độ mà góc A bằng 50 độ. Suy ra góc B cộng góc C bằng 180 độ trừ 50 độ bằng 130 độ. Ừ. Thay cái góc A bằng 50 độ. Bằng 50 độ vào đây. Đây là mình đang đi tính tổng của hai góc BC nhé. Yeah. Ta được là 50 độ này cộng với góc B cộng với góc C thì bằng 180 độ. Từ đây thì chúng ta suy ra góc B. Cộng với góc C sẽ bằng 180 độ trừ đi 50 độ và kết quả là bằng 130 độ. 130 độ. Rồi, sao nữa đây? Mà góc B chia góc C bằng 2 chia 3 suy ra góc B trên 2 bằng góc C trên 3. Từ đây chúng ta suy ra là B trên 2 bằng với C trên 3. Sao nữa? À, áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau. Ừ, đúng rồi. Góc B phần 2 bằng góc C phần 3 bằng góc B cộng góc C trên 2 cộng 3 bằng 130 độ chia 5 bằng 26 độ. Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau. Ta có B phần 2 bằng C phần 3. C phần 3 thì nói sẽ bằng là B cộng C đúng không? Vâng. Chia cho 2 cộng 3 bằng 130 độ chia 5 phần 5. Kết quả bằng 26 độ. 26 độ. Suy ra góc B phần 2 bằng 26 độ, suy ra góc B bằng 26 độ nhân 2 bằng 52 độ. Góc C phần 3 bằng 26 độ, suy ra góc C bằng 26 độ nhân 3 bằng 78 độ. Ừ, đúng rồi. Thầy giúp phẩy vào này. Góc C của mình sẽ bằng 3 nhân với lại 26 độ. Bằng bao nhiêu em nhỉ? Bằng 78 độ. 78 độ. Rồi. Bây giờ tiếp tục là mình so sánh cái gì? Suy ra góc A bé hơn góc B và bé hơn góc C. Góc A sẽ nhỏ hơn góc B và nhỏ hơn góc C. Là BC bé hơn CA và bé hơn AB. Quan hệ giữa các góc và cạnh. Ừ, đúng rồi. BC này sẽ nhỏ hơn AC này đúng không ạ? Nhỏ hơn AB. Đấy, mở ngoặc ra, giải thích về định lý mối quan hệ giữa góc và cạnh đối diện. Đấy, như vậy là chúng ta có thể làm được tốt bài này rồi, đúng không? Không khó khăn lắm. Huy ơi, Huy đã hiểu bài chưa? Hiểu bài này chưa? Có cần hỏi thêm điều gì về bài này nữa không? Ra Huy. Dạ em đây ạ. Em đã hiểu về bài này chưa? Ừ. Ơi. Ừ. Hiểu này hiểu thực sự đi nhá. Hiểu chưa? Kiểu là phải tự trình bày lại được đấy.
Có bạn nào thắc mắc cái ý kiến gì nữa không ạ? Chỗ bạn Minh Hải rồi bạn Thi. Các bạn còn hỏi gì không? Không ạ. Rồi bây giờ chúng ta cùng chuyển qua bài tập số 4. Bài tập số 4 như lúc nãy thầy nhận xét thì nó tương tự như là cái bài tập số 3 này vừa rồi của mình, đúng không? Tương tự nhưng mà chúng ta phải biến nó thành cái cách trình bày của mình. Bài số 4 nào. Các bạn đọc đi. Cái này thì chúng ta cũng không cần phải vẽ chính xác tam giác đâu, bởi vì việc là chủ yếu là tính số đo thôi, chứ còn không cần phải vẽ chính xác tam giác. Ở đây á, thì có một cái điều mà các bạn phải làm được, đó là việc chúng ta phải biến được cái cách người ta viết về các cái đẳng thức về góc này, đúng không? 10A này, 15B này bằng 12 lần góc C này. Đấy, thế thì chúng ta phải biến từ đây về dạng tỉ số, tức là A góc A này trên bao nhiêu đấy, bằng góc B này trên bao nhiêu đấy, và bằng góc C này trên bao nhiêu. Nào, bây giờ làm thế nào để biết được là nó phải chia cho bao nhiêu đây? Bạn Hoàng Anh, theo em mình có thể biến thành cái đây là cái nháp nhé các bạn nhá. Biến thành tỷ số như thế nào? Tỷ lệ đấy. A trên 6 sao thế ạ? Góc A trên 6. Sao em biết trên 6? Bởi vì ở cái số này nó đều có bội chung. À đúng rồi, chúng ta phải tìm các bội chung của 10, 15 và 12. Thế thì 10 thì mình phân tích là thử số nguyên tố thì bằng 2 nhân 5 đúng không? 15 thì bằng 3 nhân 5. Đúng rồi. Còn cuối cùng là 12 thì bằng 2 mũ 2 nhân 4. Đúng không? À xin lỗi. 2 mũ 2. 2 mũ 2 nhân 3. Thầy viết nhầm. Vậy bội chung nhỏ nhất của nó là bao nhiêu? Chung là 60. Bội chung nhỏ nhất của 10 này, 15 này và 12 thì nó bằng 2 mũ 2 đúng không ạ? 2 mũ 2 nhân với 3 nhân với 5. Kết quả là bằng 60 đúng không? Vậy chúng ta sẽ chia những cái này này cho 60. Chia cái này cho 60. Cái này cho 60 thì chúng ta sẽ được tỷ số. Tỷ số cái này chính là chia 6 đúng không ạ? B chia mấy hả em? Chia 4 ạ. B chia 4. C 5 ạ. Ừ. Đấy, xong bây giờ lại áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau đúng không? Thế là mình sẽ xử lý được. Hiểu chưa nào? Cái quan trọng nhất là mình biết chuyển nó về để áp dụng. Rồi bây giờ trình bày nhá. Trình bày được chưa các bạn? Rồi. Bây giờ xem là chúng ta sẽ xuất phát từ đâu. Với cái chú ý về cái phần tìm bội chung nhỏ nhất để các bạn để ý nhá. Mời bạn chỉ bài nhà tính số đo góc trước hết, đấy là phần mà người ta yêu cầu đó. Thầy An, tính số đo góc. Em ra thầy trình bày sợ bạn này thường là bạn ấy sợ trình bày sai, cứ trình bày đi sai mình sửa. Sợ gì? Mày dặn. Bây giờ mình sẽ cũng giống như bài trước em làm thôi đúng không? Chúng ta dựa vào cái yếu tố là tổng ba góc trong một tam giác thì bằng 180 độ. Chúng ta xét cái tam giác ABC này. Có góc A cộng góc B cộng góc C 180 độ. Đấy thầy. Cộng với góc C bằng 180 độ.
Sao nữa? À, ta có 10A bằng 15B bằng 12C. Ừ. Theo đề bài thì ta có là 10 lần góc A này cộng với lại 15 là A quên bằng bằng 15 lần góc B này và bằng 12 lần góc C. Nên sẽ là chúng ta suy đi. Ra là góc A trên 6 sẽ bằng góc B trên 4 và bằng góc C trên 5. Sao nữa em? Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau. Đúng rồi. Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau. Ta có như sau. A trên 6, góc A trên 6 bằng góc B trên 4 bằng góc C trên 5 bằng A cộng B bằng góc A cộng góc B cộng góc C bằng 6 cộng 4 cộng 5 bằng 180 độ trên 15. Trên tử thì bằng 180 đúng không? Lấy mẫu thì bằng 15 và kết quả bằng? Bằng 12. Ừ. 12. Vậy từ đây chúng ta suy ra điều gì? Từ đây sẽ suy ra là góc A trên 6 bằng 12, suy ra góc A bằng 12 nhân 6 bằng 72. Ừ. Suy ra góc A sẽ bằng 6 nhân với lại 12 cái độ này đúng không? 12 độ. Kết quả là bằng 72. Bằng 72. Tiếp. Ở góc B trên 4 bằng 12 thì sẽ suy ra góc B bằng 4 nhân 12 bằng 48. Tiếp. Góc C trên góc C trên 5 bằng 12 sẽ suy ra góc C bằng 5 nhân 12 bằng 60. Ừ. 5 nhân 12 và bằng 60. Sao nữa? Bây giờ sao nữa nhỉ? Người ta yêu cầu là so sánh BH và CH. Bây giờ mình mới hoàn thành được phần A, tức là tính các cái số đo của góc thôi đúng không? Các em nhìn phần A chưa? Phần B là bây giờ chúng ta phải kẻ cái đường cao AH, H thuộc BC. Bây giờ phần này thì chắc chắn phải vẽ hình rồi. Phần trước thì có thể không vẽ, nhưng phần này thì phải vẽ. Đây là điểm H. Ai có thể so sánh được cho thầy nè? So sánh BH này, HC và AH. Chúng ta nhớ là có cái yếu tố về cạnh rồi nhé, chứ không này không biết yếu tố về cạnh. À, quên về góc, xin lỗi. Bây giờ cứ so sánh về cạnh của ba tam giác này đã đúng không? Có được góc, các góc như này thì suy ra điều gì? Ta có này, góc nào là góc nhỏ nhất nhỉ? Góc B à? Góc và góc B. Góc B nhỏ hơn góc C, nhỏ hơn góc A. Suy ra điều gì? Suy ra là AC sẽ nhỏ hơn AB, nhỏ hơn BC. Thế nó không có giống cái kiểu góc luôn. Ừ đấy, quen tay đánh góc từ đấy giờ. Nhỏ hơn AB và nhỏ hơn BC. BC. Đấy, chúng ta so sánh được ba cạnh rồi.
Bây giờ tiếp. Vừa rồi chúng ta đã biết góc ấy, đúng không? Thế thì ở đây các em biết được góc B này lúc nãy mình tính được bằng bao nhiêu đây? 48 đúng không? Thế vậy thì cái góc góc A1 này chúng ta có tính được không? Có. A1 là bao nhiêu? A1 là 42 độ. Đấy, 90 trừ 48 đúng không? Tương tự như vậy. Cái góc C này là mình vừa tính bằng bao nhiêu nhỉ? 60. Vậy cái góc A2 này bằng bao nhiêu? Bằng 30 độ. Thế là mình so sánh được chưa? So sánh nó với AH thôi. Mình sẽ so sánh được, tức là so sánh BH với lại AH và so sánh HC với lại AH. Thế là mình sẽ so sánh được. Đã hiểu chưa? Đã hiểu cái phần B này chưa? Rồi. Trình bày. Trình bày. Xuất phát từ đâu? BH. Xuất phát bây giờ tính góc A1. Đúng rồi. Chúng ta xét cái tam giác, đúng không? ABH có cái góc AHB này bằng 90 độ. 90 độ. Góc B bằng 48 nên độ. Nên từ đây mình sẽ suy ra được là góc B cộng với góc A1 là bằng 90 độ. Là bằng 90 độ. Từ đây suy ra góc A1. Góc A1 bằng 90 độ trừ B. Từ đây góc bằng B 90 độ trừ 48 độ bằng 42 độ. Rồi. Tiếp. Tương tự, cái kia chỉ cần ghi tương tự thôi, đúng không? Thôi là em xét luôn trong tam giác này được. Từ đây mình sẽ suy ra được là gì? Suy ra là góc A1 nhỏ hơn góc B. A1 sẽ nhỏ hơn B. Tiếp tục. Suy ra là BH nhỏ hơn AH. AH. Giải thích nhé. Do định lý gì đấy, giải thích ra. Còn cái phần kia thì mình chỉ cần ghi tương tự thôi. Đến đây các em trình bày được chưa? Tự trình bày phần còn lại nhé. Có ai không trình bày được không? Gia Huy hiểu chưa nào? Cái phần dấu cộng thứ hai là các em sẽ phải tính thầy chờ cái góc A2 này, tính góc A2 sau đó là so sánh thôi. Gia Huy, Minh Hải rồi các bạn khác làm được không? Được ạ. Ok, bạn Trang làm được không? Được ạ. Rồi bạn Thi. Nào. Rồi bây giờ thì một bài phần còn lại này thì thầy sẽ dành cho các bạn về nhà các bạn làm nhé. Được không ạ? Cái phần còn lại của bài này về nhà làm và làm tiếp cho thầy bài số 5 này nữa. Bài về nhà đây, bài số 5. Được chưa nào? Rồi, buổi học ngày hôm nay của chúng ta thì sẽ kết thúc tại đây. Có ai hỏi thêm thầy gì nữa không ạ? Có ai có ý kiến gì hay hỏi thêm gì nữa không? Không ạ. Không ạ. Chúng ta dừng buổi học đây nhé. Rồi, chào thầy. Chúc các bạn ngủ ngon. Chào thầy.